Yo, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã đến với phần tiếp theo của Minecraft Công viên khủng long. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này thì các bạn đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video cho mình nhá. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hơn. Thì hôm nay mình sẽ để đây để có hai vấn đề là mình muốn nói với các bạn. Vấn đề đầu tiên là các bạn thấy con chim nó to vãi cả lồi, to hơn cả con gà mình thấy khá là đặc biệt cho nên mình sẽ để ở ngoài một lúc. Vấn đề thứ hai đấy là cái lịch ra video của mình, đó chính là 7 giờ tối mỗi ngày nhá. Nếu các bạn muốn theo dõi cái kênh của mình thì các bạn có thể lên và xem vào lúc 7 giờ tối mỗi ngày, mình sẽ ra video vào giờ đó vào 7 giờ tối mỗi ngày nhé. Nếu như bạn nào thực sự muốn theo dõi kênh của mình mỗi ngày ấy, các bạn có thể lên và xem video vào lúc 7 giờ tối. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào công viên khủng long, là cái thế giới mod tổng hợp mình xóa mọi điều. Thế giới xàm vãi rồi, thì dành cho những bạn nào mà xem hết cái video mod tổng hợp các bạn sẽ biết tại vì sao mình nghỉ cái series đó nhá, chứ các bạn đừng có hỏi tại vì sao mình nghỉ. Vãi, mình vừa thấy một cái con khủng long cổ dài ở ngoài bên kia mình có thể nhìn xuyên tường. Thì như các bạn để thấy là tập trước mình đã làm được một cái ruộng cà rốt với lại khoai ở ngoài đây rồi. Thì bây giờ mình sẽ về và mình gọi là chuẩn bị thêm, có nghĩa là làm một cái cổng nè. Và mình từ hồi mà mình mất cái con lợn cô đơn á, thì bây giờ nó lại có một con gấu cô đơn ở đây. Dành cho những bạn nào chưa biết thì con gấu là mình mới phát hiện nó ở gần đây thôi. Đây chứ là nó đây. Và tập trước có nhiều bạn kêu mình xuống xem hai con khủng long này thì rất là sẵn lòng để xuống xem hai con khủng long. Một con, ui sao bờ nó to thế, không biết là nó mấy ngày mà nó to thế này. Để mình thử xem nó mấy ngày nữa. Ôi một con to mà con vẫn bé này. Không đây. Ôi sao con này không, ui sao dưới đây nhiều ốc này. Để mình xem nào, không biết là chúng nó có bị đói hay không. Nhưng mà một con một ngày, một con không ngày. Em mà các bạn có thể thấy một cái điều cực kỳ, rơi lông ốc này, là các bạn có thể thấy một cái điều cực kỳ kinh khủng, đó chính là những con khủng long ở dưới đây đó, nó to một cách dã man luôn. Không biết là mốt mình có cần phải làm cái gì để che chắn không, chứ mình thấy nó khá là to rồi đấy. Và có một cái gì đó rơi xuống nước kia. À con cá, mình cứ tưởng cái gì nó rơi cơ. Mình chỉ sợ cái này nó nông quá, nó không có đủ để cho mấy con này nó bơi thôi. Hồi trước mình có xem video của Thành Bướm ấy, thì nó xây những cái chuồng nó rất là cao đấy. Và dạo đây là anh em mình đang giận nhau. Tại sao mình có mặt ở đây? What the hell? Đẩy mình xuống sông, mình tắm bây giờ, mình lượn đi. Tại sao mình có thể xuất hiện đây nhỉ? Con gấu này rồi, mày chìm rồi nhá. Ui con này lặn luôn à? Đậu phụ. Ui. Nó bơi lên này kìa. Mày sẽ không lên được đâu, mày sẽ chìm mãi trong đây thôi con ạ. Kêu hoài, thì ra mày là đối tượng kêu từ sớm rồi hả? Tao không thường ai kêu thế là mày. Rồi vậy thì mày cứ nằm ở dưới đây đi. Bớt kêu đi rồi. Bây giờ mình sẽ đóng gói cái này lại. Mình đang thắc mắc là mình có nên gọi là phá cái cầu ở trên đi không? Thì ý kiến của bạn thế nào? Bởi vì mình làm cái cầu nó hơi bị fail một tí. Mình có thể chuyển đổi cái chỗ này đi, nhưng mà cái cầu thì nó hơi bị che chắn những con khủng long ở dưới đấy. Mình thì muốn xây hẳn một cái gọi là một cái chuồng nó đẹp hơn cơ, chứ không phải là nó chỉ chìm như thế này. Bởi vì nhìn chìm như thế này cũng hơi xấu đúng không? Thì nếu mà mình muốn xây đẹp hơn thì mình cần phải phá cái cầu ở trên đi. Và ý kiến của tất cả các bạn như thế nào? Các bạn cũng muốn mình phá hay mình để nhá? Để mình còn biết để tao sau mình tiếp tục mình làm, chứ nếu mà mình cứ để như thế này thì bọn khủng long dưới đó sẽ rất là tối. Tối thì nó không quan trọng, nhưng mà quan trọng là tối không quan trọng bởi vì mình đã có mấy cái quả bí ngô này mình sẽ làm. Ui, chết mẹ rồi, mình sẽ để nó xuống dưới đây nè. Mấy quả bí ngô này mình có thể để nó xuống dưới để mà lấp vào cái khoảng trống của những cái gọi là tối tăm mà mình đã mang lại, nghĩa là mình có thể làm đuốc, mình để đuốc bí ngô ở dưới biển này để cho nó sáng, nhưng mà vậy nó cũng không có khả thi lắm. Có nghĩa là nếu mà mình để cái bí ngô ở dưới đấy thì ở trên nó vẫn tối, nó vẫn che đấy. Đây bạn chế tạo phong cách cực kỳ mới của mình ở tập trước. Dành cho những bạn nào chưa biết thì tập này sẽ biết. Bởi vì thường thì mình biết là đa phần các bạn nào xem video của mình sẽ không xem từ đầu đến cuối video đâu, chỉ xem qua thôi đấy. Thì mình hy vọng là nếu các bạn có thời gian thì các bạn có thể xem từ đầu đến cuối video để tránh những cái tình trạng mà hỏi linh tinh tinh. Bởi mấy hôm nay mình bị dính cái tình trạng hỏi linh tinh tinh rất là nhiều. Hỏi lên tay tính nghĩa là sao, các bạn ấy cứ như kiểu là các bạn không xem ấy, nhưng mà những cái gì mình đã nói hết ở trong video rồi, kiểu như là cái series mod tổng hợp ấy thì mình đã nói hết lý do trong video là tại sao mình nghỉ rồi, nhưng bạn ấy không xem, các bạn cứ hỏi là tại sao anh nghỉ vậy, sau cái series có 2 tập vậy, thì ít nhất chúng ta cũng phải xem hết cái video để chúng ta biết cái lý do chứ đúng không? Ok, nói vậy thôi. Ôi, tức là mình phải làm một cái cooler vest hay re tiếp. Màu xanh của xương rồng là 1 nè. Đây màu xanh của xương rồng đây. Sắt đây. Xô nước đúng không nhỉ? Cầm màu xô nước. Xô nước, bây giờ phải đi lấy xô nước đó. Và kính nữa. Ô có kính không nhỉ? Còn kính không ta? À đấy, còn rất là nhiều kính, 88 kính. Chắc mình phải làm một cái gì đó liên quan đến kính vậy. Và tuần này mình sẽ sửa chữa lại cái bể cá 100 tỷ của mình nhá. À 2 tỷ nhầm. nói là hơi ít đấy. Lên ơ, số nước vô hạn ở bên kia mà ta, tại sao ấy nhỉ? Tại sao mình lại thấy con đây ta? Không phá lại được, phá đây lỡ may nó vỡ rồi chết. Con gấu ở bên nó thích ở đây, nó thích lặn. Ui, what the fuck? Đâu phòng mày người à? Ui, con gấu đứng lên kìa. Ui, phải rồi. Lần đầu tiên mình thấy con gấu đứng ở trong Minecraft ấy. Thì ở đây mình là dân quê cho nên mình không biết gì, cho nên là các bạn cũng đừng chia tắt mình nhé. À, mình, một số bạn đã nói cho mình biết cái lý do tại sao mà cái con bò kia nó có thể mà đi ra ngoài được rồi. Có nghĩa là nó nhảy lên lưng con bò khác rồi sau đó nó nhảy ra ngoài. Đấy, không biết có thật hay không, bởi vì mình hay bị lừa lắm. Mình cứ nghe bạn nào nói đúng đúng tí là mình tin. Không biết đúng hay không nhưng mà mình hy vọng là đúng, bởi vì mình chỉ hy vọng là hy vọng thôi. Thích thì mình hy vọng. Ô, con kiến, hai con kiến nó cao ngang nhau rồi đó. Rồi mình sẽ đi vào làm để một cái cua verisia đây, rồi lại lấy cái quả trứng này. À, con này là con Cetaurus, không phải là cái con ủa? À, mình lại có thêm một con Pachy này. Vậy là mình có thể cho hai con Pachy này vào đây. Ủa, vậy là một cái trứng Pachy đâu? Ủa, mình nhớ mình có một cái trứng Pachy. À, mình nuôi rồi. Vậy là mình có thể làm một cái Pachy ở đây nữa, một cái con Pachy nữa để mình cho nó chung vào chuồng. Yeah. Lần đầu tiên trong giai thoại của Liên minh huyền thoại, à nhầm, của giai thoại của Minecraft Công viên khủng long là mình Vũ Lít có nuôi hai con khủng long một lúc đấy. Bây giờ mình sẽ đi qua thăm chú, đây là chú Velociraptor, chim săn mồi tốc độ của mình. 5 ngày rồi và anh ta đang đói. Thì ở đây có feeder thì mày tự lo mà tự ăn nhé, tao chỉ qua tao xem mày thế nào thôi. Rắn thì tập trước mình xem rồi cho nên mình tập này mình không muốn xem nữa. Thì nói chung là đây là cái cơ sở hạ tầng tiện nghi nhất của mình, có nghĩa là chỗ này là nó có cả một cái vườn ao chuồng, có nghĩa là vừa có khủng long vừa có đồ ăn, mới có 9 ngày và hai cái con này nó bằng nhau rồi. Sau 9 ngày không biết nó còn to hơn nữa được không, nhưng mình nghĩ là con này nó không có đủ tuổi để sánh ngang với con Spinosaurus, con khủng long lưỡi cưa được, bởi vì con khủng long lưỡi cưa nó rất là to. Và những bạn nào mà không biết thì con khủng long lưỡi cưa nó thuộc một cái thể loại mà to nhất nhì ở trong đây rồi, và chắc là chỉ có khủng long bạo chúa T-Rex mới có thể ngang cơ với nó thôi, bởi vì con khủng long đấy nó hai con đấy là nó loại cụ rồi. Còn cái con này mình thấy nó cũng khá bình thường, không có to lắm. Mình cũng đã có rất là nhiều bò rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ lên là mình sửa lại cái chuồng cá này, bởi vì tiện thể mình sẽ đi ra mình múc một ít cá vào nữa, chứ mất công mà không có cá. Mình có thể múc thêm một con nữa. Bây giờ mình sẽ đi mình ra tập trung lấy hết xô ở trên kia nữa. Đó, mình sẽ làm một đống cá nào. Trên đây cũng khá là tuyệt đấy nhỉ. Ồ. Rồi bây giờ trong đây có hai cái xô, mình sẽ lấy hai cái xô đây, lấy tạm bởi vì tạm thời bây giờ cũng chưa cần thiết. Mình thì lại có thêm một đống gọi là trứng rồi đấy, nhưng mà hiện tại là mình chưa muốn làm lắm. Không biết là cái con này là cái con gì này. Đấy. Em Elasmore Jump. Con này là con gì bạn ơi? Nếu mà bạn nào biết rõ thực sự là chích vào con bò hay chích vào con heo thì có thể nói mình nhé, bởi vì hiện tại là có rất nhiều bạn với những ý kiến trái chiều nhau, có nghĩa là bạn thì kêu là con bò, bạn thì kêu là con heo. Thì mình cũng không có biết được là bạn nào đúng, bạn nào sai hết. Con gấu này. À mà mình quên, tập này mình có rất là nhiều việc để làm ấy. Nhưng mà hiện tại là mình cũng chưa rõ lắm là cái việc gì cần phải làm đầu tiên đây. Một con. Con đấy. Ủa? Mình nhớ mang ba cái số thôi mà. Thôi ngu người rồi. Lại cất ở đâu đó rồi. Mãi mình hay quên, mãi lôi đấy. Một cái lý do mà mình trở nên thành một con gà là mình cứ tật hay quên đấy. Nhiều cái mình đã từng làm qua rất là nhiều lần nhưng mình vẫn hay quên đấy. Con này mày bò lên một lần thôi nhá. Mày mà đi tàn sát những cái con khủng long khác một lần thôi là mày coi như là tao nghĩ cái series này ấy, là chúng mày sẽ trở nên cô đơn đấy, hiểu không? Những cái con khủng long ngu đần này. Mày lần trước mày đã cắn mất những người anh em một lần là tao không muốn nói rồi. Bây giờ mày muốn nói thêm một lần nữa hả? Đậu phộng. Okay. Một con rồi. Đâu à? Lược. Ok. Được rồi, xong. Bây giờ mình đã có một đàn cá rồi. Bây giờ phải về phá cái nóc của cái chuồng cá ra. Cái chuồng cá của mình nhìn như một cái lâu đài ấy, đậu phộng. Con nhà mình nhìn như bãi cứt đấy. Mình rất tiếc nhưng mình phải nói thẳng như vậy, bởi vì đó thực sự là điều đúng đắn. Khi mình nói ra là thực sự là một cái điều cực kỳ đúng đấy hả? Cấm sờ cá nghe chưa? Đậu phộng. Đây mình sẽ giới thiệu các bạn. Bể cá 2 tỷ, cấm sờ cá, đậu phộng. Mốt mà ai mà có cái series thăm nhà Vũ Lít thì đừng có sờ cá nhá. Vậy. Piu. Ok, mình sẽ đục khoét hết cái chỗ này ra. Mình sẽ phá hết cái đống này ra. Ok. Vậy gỗ nó sẽ rơi xuống dưới rất là nhiều á. Mình sẽ lại phải xuống dưới. Vì một tương lai cho loài cá là mình phải chặt hết ra. Không thì cá sẽ thiếu oxy, nó đéo thở được. Và khi chúng nó không thở được thì khổ mình. Vậy, tí xin phép mà game mod 1 tí nhá, bởi vì nếu không mình sẽ không có đường ra đó. Nó rất là khổ. Vì thế mình xin phép là mình sẽ game mod 1 một lốc để mình có thể tìm được cái đường ra bằng cách bay lên. Chứ không thì mình không có đường nào ra hết đấy. Đấy. Mặc dù mình biết là mình sẽ bị nói là cheat, nhưng mà thôi kệ mợ thì mệt quá. À mà nhiều khi mình cũng không cần phải dùng cái mod 1 đâu, chỉ cần dùng cái đầu thôi. Tí thì quên mất là mình có cái đầu. Mình có lão mà. Các bạn đừng lo, tí mình sẽ tìm cách ra mà không cần dùng cái mod 1. Vậy mới chứng tỏ đẳng cấp của mình. Ê. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cách để mà gọi là phá mấy cái này ra đã. Đây chúng ta sẽ tìm một chỗ nào để chúng ta gọi là đứng. Đây mình sẽ đứng ở đây nhá, mình sẽ phá hết những cái này ra để lại một chỗ rồi mình sẽ sau đó mình sẽ nhảy xuống, và sau đó mình sẽ nhảy lên cái chỗ này để lên. Suy nghĩ là vậy nhưng tí làm nó mới được hay không mới là chuyện này đấy. Sẽ để lại một chỗ này để tí bây mình sẽ vào đây mình nhặt hết những cái này. Ủa con cá còn lại cũng chết luôn à? Vãi lồi. Ô cá chết. Đạch không hiểu sao nó lại chết nhỉ. Hay để xa nhà con nó chết hay nhỉ? À, bơi lên á, không cho nhặt con cá này à? Một con. Hy vọng tụi bay đừng có chết. Cá chết rồi đây. Đấy mình có 3 con cá nhá. Hy vọng là tụi bay đừng có chết. Ôi gỗ nổi lên này. Vãi nồi. Yếu rồi chúng nó có thể nổi lên vậy nhỉ. À mình có thể đứng ở rìa này cơ mà. Ghê vậy. Nè mình có thể đứng ở rìa nè. Tuyệt vời chưa. Bây giờ mình có thể vứt cái gì đi để mà nhặt lại cái đống. Vứt thì cũng phải vứt ra rìa đây này. Vứt cái da đi. Đấy. Chứ đừng có để ở dưới là ô nhiễm môi trường, bạn hiểu không? Không được vứt mấy cái đồ linh tinh này. Ủa không nhặt được à? À nhặt lại cái này rồi. Đây sẽ ra nhặt lại cái đống này. Bây giờ cái vấn đề lên là cực kỳ đơn giản. Ê, đúng là cá đã chết hết rồi nhá. À còn 2 con nữa. Phải là 3 con nữa nhỉ. 1, 2. Con kia chết mợ rồi. Tại sao chết? Tôi chết mợ ở trong cái này có chất độc Formosa thử anh em ạ. Và sau mấy con cá của mình nó chết, con mợ nó hết rồi. No. Bây giờ phải làm như nào? Đậu phộng. Thôi mình không quan tâm lắm. Bởi chúng nó thích thì chúng nó chết thôi. Mình không làm gì hơn được. Cuối cùng mình chặt thì mấy cái miếng gỗ nó vẫn rơi xuống. Mình thôi kệ. Bây giờ cái bể cá mình không cứu nữa nhá. Mình không hiểu lý do sao mà bột cá chết ở dưới đấy, nhưng mà vừa thả vào con chết mỡ con rồi. Thì chắc là lũ cá nó không phát triển ở đây đâu. Vì thế bây giờ chúng nó có chết hay sống thì mình cũng chịu thôi. Tiên lại có cá chết đây nhỉ. 1 con rồi này, 2 con. Sorry mọi người nhá, mình hắt xì. Nói chung là 2 con kia hy vọng chúng nó đừng có chết. Hãy sống và đẻ con ra nhá. Tao tin ở chúng mày. Ok. Và bây giờ thì rất là nhiều bò. Mình nghĩ là mình nên thu hoạch một đàn bò, một vài con bò đi. Đầu tiên là trước khi đó đi thu hoạch lúa. Và trước khi đó lửa ấy, và có rất là nhiều trước khi đó, thì chúng ta sẽ đi lấy một vài quả bí ngô nữa. Thế là chỗ kia nó vẫn còn thiếu một bí ngô kìa. Không biết là còn thiếu hay không hay là đủ rồi. Vì mấy tập mình không có đi qua xem nữa. Lấy mấy quả bí ngô rồi đã. Ê, trời ơi sao cứ phá này sao vậy? The fuck. Cứ bị quên nhá. Bí ngô rồi. Vứt mấy cái này xuống, hy vọng mấy con cá nó ăn. Mấy con khủng long ở dưới nước ăn này. Ok. Rồi. Ồ. Không biết nó còn sống hay không. Những con nào đứng xa quá thì nó sẽ không được. Con gấu thì thích bơi ấy nhỉ. Tao thả mấy con bên kia cho khủng long nó đớp mày bây giờ. Đậu phụ. Mệt ghia luôn đó. Ok. Bây giờ mình sẽ. À mình nhớ cái con xe tàu đây ớt là con gì rồi. Chính là cái con mà ở tập ở season 2 của mình nhốt nó trong hang ấy. Theo như mình nhớ không nhầm thì cái con đấy chính là con mình nhốt trong hang. Hi hi. Rồi bây giờ mình sẽ xem nào có gì hot không nào. Tại sao mà lần nào mình cũng ra Spinosaurus nhỉ? Cái con mà nó khủng lồ vãi lồi ra luôn. Dạ quên, bây giờ mình đang thiếu rất là nhiều hóa thạch. Và mình tao là mình phải đi mai rồi. Mình phải đi mai để kiếm thêm hóa thạch. Trước khi đó thì mình phải cất đồ ở nhà đó. Thì tập này mình đã có thêm một con Pachycephalosaurus. Thì lần đầu tiên trong cái lịch sử cái series của mình ấy là mình có 2 con khủng long một lúc. Mình sẽ lấy đuốc này, lấy cái này ra rồi. Đây là những thứ mình cần ở trong cái tập này. Tập này không cần làm gì nhiều, vì thế mà chỉ cần từng đây thôi là đủ rồi. Bây giờ thì tạm thời là mình sẽ đi ra đây và đặt cái cổng vào cho cái chỗ kia, để cho nó có chỗ cổng, không mà mấy con bò hay mấy con lợn đi vào nó dẫm thì nát hết nữa. Các bạn thấy tập trước là mấy con lợn nó thích nhảy nhót ở trong đây lắm, cho nên là tốt nhất là đấy, đầu tiên là phải cất cái này vào đây. Ok, thế là chúng ta đã có một cái chuồng, không gọi là cái chuồng, là cái đó là cái vườn. Và sau đó chúng ta sẽ làm một ít gọi là cái gì dưới kia kìa. Sau nhiều kinh nghiệm ở dưới nhỉ, mình không hiểu nhưng mà hình như là bọn kia bị thịt rồi, mấy con kia bị thịt hết rồi, mấy con ốc quanh vũ bị thịt hết rồi. Đây chính là cái món ăn khoái khẩu của mấy khủng long mà. À không, ô mình có để một cái feeder tới đây, rất là nhiều lương thực hả. Vì thế mà mấy con tạm thời là mấy con này vẫn chưa bị thịt. Cái này cũng sâu đấy, nhưng mà mình nghĩ là sâu như vậy là chưa đủ đâu, chưa đủ đối với chúng nó đâu. Mình cũng không thể nào thắp sáng hết ở dưới nước được, bởi vì có hai con thôi mà chúng nó. Cái này hình như là không thể bơi đi chỗ khác được hay sao ấy. Cũng tốt thôi, đỡ là chúng nó gọi là đi linh tinh á. Sau dưới đây nhiều ốc anh Vũ, nhiều ốc thế nhỉ. Đây chỉ là ốc thôi. Con này mấy ngày ta? Vẫn không ngày à? Một con không ngày, một con một ngày. Bởi vì nó hơi bị xa nhau tí. Tại sao mà nó mình có kinh nghiệm ở dưới đây ta? Mình không rõ lắm. Thì tạm thời là mình đang hỏi ý kiến các bạn có nên triệt phá cầu đi không, bởi vì nó rất là gọi là vướng tầm nhìn ở phía dưới ấy. Còn mấy cái chỗ ngoài rìa này thì nó không có rộng lắm, thì mình không hài lòng lắm về cái độ rộng của mấy này để làm mấy cái chuồng cho mấy con khủng long ấy. Mình ở gần một cái chỗ như thế này thì quá tuyệt vời luôn, mình có thể làm đủ thứ với chỗ đấy. Quên bây giờ phải đi về đấy nhỉ. Tiện thể mình có thể đi qua xem chỗ này, có thể là lần cuối cùng mà nó xuất hiện. Nếu như mọi người yêu cầu mình phá thì mình sẽ phá đi. Mặc dù đây chỗ này là một cái sân gọi đi qua đi lại rất là tuyệt vời, nhưng mà thường ấy thì cần làm một cái cầu nhỏ thôi chứ không cần làm một cái cầu to làm gì. Nó vừa chiếm diện tích vừa không làm được gì lắm. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào đây và đổ cái cổng rồi. Đấy. Và làm một ít này. Tận nhảy mấy chỗ này là thường bị sập lắm, bị sấp mặt luôn lắm. Ok. Đó. Rồi, mình xin. Quá tuyệt luôn. Đó. Còn 2 miếng nữa. Đấy, thế bây giờ mình có một đống lúa rồi. Có thể nuôi đủ được cả chục con một lúc rồi chứ không phải chỉ 2 con đâu. Sorry mọi người, mình hơi bị nấc cụt. Bây giờ cái đàn bò nó cứ nhảy vào lưng nhau, nó nhảy ra thì hơi bị gọi là thiếu tôn trọng nhau tí. Rồi lại thêm một con Pachycephalosaurus nữa. Mình làm một con Dinofosaurus nè. Dinofosaurus là cái con khủng long gì nhỉ, mình nhớ là đấy. Bây giờ sẽ cho hồi sinh cả con khổng lồ nữa. Ủa vậy là hai cái xô nước vừa nãy đâu rồi nhỉ? Đậu phụ. Hay vừa nãy mình lấy 2 cái xô nước ở đây xong mình cất đâu rồi, chết. Dạo này chỉ nhớ kém quá. Mình thường mình cất vào cái dương kia nhưng không phải, mình đã cất vào đâu rồi. Không sao, bây giờ mình sẽ đi tầm bài đi mà. Ủa? Đỡ phắc, vừa đổ nước vào kia sao bây giờ nó lại xuất hiện nước này? Thôi xong rồi, dạo gần đây. Ê, lấy lại. Không đổ vào đây à? Rồi. Đã khôi như thế, các bạn thấy mình làm như ảo thuật luôn. Vừa rõ ràng là hết rồi tự nhiên cuối cùng nó ra. Đều vãi lôi ra. Đợi. Ô, quả trứng đâu à? Đừng có uống nha. Hành động thế nào cũng đừng có uống nha. Mình cần thêm cúp, và cần thêm đuốc. Đâu phải là đi vào hang là chỉ cần cầm người không là được đâu. Mình cần rất là nhiều cúp và đuốc. Vì không có nhiều, đây cần một stack này nữa. Vì không có nhiều đồ ấy, cho nên là mình mang thêm một stack này được. Rồi hết than rồi nhỉ. Mình sẽ cầm thêm một stack này rồi. Ok, thì hiện tại là bây giờ trời vẫn đang sáng nên mình có thể đi qua, tiện thể mình thả một cái con màu cam hơn nữa. Thì hiện tại mình sẽ có một cái chuồng có 2 con Pachycephalosaurus. Tuyệt vời, là đầu tiên ở trong cái series của mình mà mình có được 2 con ở trong một cái chuồng đó. Mà con này nó vẫn bé tí này, không biết là do mình ở xa quá hay gì mà không biết được mấy ngày rồi. Hello, 1 ngày rồi nè, vậy là nó cũng đâu có ở xa đâu nhỉ. Lại phải sử dụng đuốc rồi. Có đói không? Vẫn đang đói à? Vãi lồi. Mày đói hay là mày no tao cũng không quan trọng lắm. Tao chỉ ra tao xin tí đuốc của mày thôi. À, thì ra là đây cũng khá là ít thì hả? Vậy là mình sẽ bỏ thêm một đống này vào nữa. Ok, chúng mày ăn lo nhé, rồi mốt sẽ quay lại. Cái này ấm chưa? Ấm rồi. Tạm biệt nhé, hẹn ngày gặp lại nhé. Bây giờ tao phải đi mai đây, không là tao sẽ không có đồ để mà làm đâu. Cái hàng trên đây hình như mình đi rồi đó, hay là mình chưa đi. Thôi mình cứ lên thử xem. Cái hàng ở chỗ rắn của mình nhớ là có khá nhiều hóa thạch đó. Nhưng mà cứ đi lên đây xem đã. Vâng, đây là cái hàng cụt ạ. Đây. Sao cuộc đời lại bất công mình thế nhở? Những cái nào mình muốn khám phá thì nó là đồ cụt. Những cái nào mà mình không muốn khám phá thì nó là tuyệt vời. Rồi, thôi ra chỗ không muốn khám phá nào. Thực sự là chỗ nào cũng muốn khám phá đấy, nhưng mà hơn hay ít hơn là nhiều hơn thôi. Chỗ kia là nhiều hơn, chỗ này là ít hơn. Hãy thông cảm cho tôi, tớ muốn khám phá những chỗ nhiều hơn. À, đúng rồi, những chỗ nhiều hơn, những chỗ ít hơn. Bây giờ mình sẽ làm thêm một ít đuốc nữa. Giờ làm được thêm 4 cái nữa là mình có 9 cái đuốc. Ô, hay là cái than thì chắc là làm đuốc rồi nha. Để mình thử xem nào. Rõ ràng mình đến trên mình vứt ra. Đâu, vẫn làm được. Hiện tại là mình đã có 9 cái đuốc. Ok. Và mình có thể sống sót với 9 cái đuốc này hay không? Mình chỉ sợ là mình cắm hết đuốc mà mình vẫn chưa đào cái than thôi. Cực kỳ ghét luôn. Cái vấn đề là cái vấn đề muôn thủa mình cực kỳ. Đây có tiếng rắn. À quên, đây là cái chuồng rắn của mình mà. Không có rắn sao được. Mà mình sẽ không vào thăm rắn đâu, bởi vì tập trước mình đã thăm rồi, cho nên tầm này mình không muốn thăm nữa. Còn gì nữa không? Ok, cũng lên rồi. Hello nhá, chào, nhìn qua cửa sổ nào. Hello sâu. Trời ơi, lại vỡ rồi. Nhưng mà hiện tại là mình đang ở khá là xa. Ô, cái đậu phộng. À, đấy có đường xuống rồi. Tập trước mình lấy cái đất mình đắp vào mình quên mất. Mình cái đường kẹt là mình đang định tự phang vào mồm mình cái. Ok, ok. Ê, có hóa thạch nè, đấy. Uống công thế nào được. Ok, mình xin nhé. Đây giống kiểu là lối vào của một cái lối vào đây giống kiểu là lối vào của một cái khu mỏ bỏ hoang. Ok, mình sẽ đi tiếp. Mặc dù ấy dưới kiểu có Enderman hay gì ấy. Y dài ấy. Trời ơi, tập trước vào hăm hở lắm, anh ngờ xuống đây kẹt con ngựa luôn. Quá là chán đời luôn đấy. Thôi xong. Bao nhiêu gọi là tìm bao nhiêu công sức để đi vào mà cuối cùng không vào được. Thôi bây giờ mình sẽ đi qua bên kia của triền núi nhá. Bởi bên kia nó còn có cả một cái thế giới khác nữa. Để mình sẽ thử đi qua đấy xem thế nào. Hello mày cưng. Đấy, bên đây là một cái thế giới hoàn toàn khác luôn. Và mình hy vọng là bên đây sẽ có nhiều hàng hơn. Thay vì việc chả có hàng. Bên đây chắc là sẽ có nhiều thú hơn rồi. Bởi vì khi nào mình chơi cái trò này, khi nào ở gần nhà mình có nhiều thú ấy. Nhưng mà không phải là ở sát nhà nhé, mà ở cả một cái khoảng cách ấy. Là đủ để mình không dắt về được. Đấy. Chó nó thốn như vậy cái chứ. Chứ ở sát nhà không bao có thú. Đây có dê nè. Những cái con dê ở nhà mình bị mình đập chết hết rồi. Tuyệt chủng mỡ rồi. Chúng nó kêu nhiều ồn quá. Đây là hạ lưu. Cái khúc sông này cuốn qua nhà mình đúng không? Ô, không phải ăn luôn à? Ừ, khúc sông này không có cuốn qua nhà mình. Khúc sông này là cái khúc sông ở đâu á? Mình không biết nữa. Hy vọng là gần đây sẽ có cái hang để mình chui vào mình đi mai. Thế là mình đã tầm này mình đã có thêm một con chú Pachycephalosaurus. Đấy dài ấy. Đấy. Trên cửa hàng nó có hàng thế này thì đừng có trách sao ở dưới không có hàng nhé. À, đấy có mấy cục xương này. Mấy cục xương này nó mang về một cái tính chất cực kỳ quan trọng cho mình. Đó chính là nó có thể giúp mình cho to những cái khủng long cái lên bê. Cho nên thế bê cái xương này nó cũng quan trọng luôn. Nói chung về những cái thứ gì, bất cứ thứ gì đào từ cái hóa thạch này ra đều quan trọng hết đối với mình. Thế mình sẽ đi hết cái hàng này xem nó có gì không nào. Mình chỉ sợ không tìm được đường ra thôi. Mình thì một cái thằng lạc con mỡ đường, chuyên con mỡ nghiệp rồi. Dành cho những bạn nào theo dõi cái channel của mình từ lâu rồi, các bạn sẽ biết là mình là một cái thằng cực kỳ lạc đường. Lạc đường Zoro. Thì nếu mà trong những game mình mà chơi ấy, thì chắc là mình là cái thằng lạc đường kinh con mỡ nhất rồi. Cho nên là các bạn không cần phải nói về cái vấn đề mà chơi gà và lạc đường như Vũ Lít. Thì sao mà cứ thế ai nói là game mình là chơi gà nhất Việt Nam thì cứ lôn thắng cái tên Vũ Lít. Chẳng có tên nào mà gà hơn tên Vũ Lít. Vũ nhít thôi. Ok. Bây giờ mình sẽ có thêm một đống loại đuốc nữa rồi. Từng đây 60 đuốc thì tha hồ mà đi. Tha hồ mà gọi là quẩy nhá. Quẩy hết cái hàng này nhá. Có sắt này, nhưng tạm thời không lấy sắt đâu. Mình đã nói rất là nhiều lần rồi, mình không lấy sắt. Đừng có kêu mình lấy sắt nữa. Ai hết sắt. Thôi đào tí đi. Về hứng lên thì mình đào thôi. Nhưng thực sự mình vẫn không cần, ở nhà mình còn nhiều sắt lắm. Mình thì dạo này không có làm hàng rào sắt nữa. Như ở cái session trước là ta làm hàng rào sắt đấy, như bạn thấy là cho nên là sắt nó rất là cần thiết. Nhưng mà cái session này ấy thì mình không có đào hàng rào sắt nữa, cho nên sắt nó không cần thiết lắm. Hiện tại đang là tầng thứ 31. FPS của mình cũng khá là cao nhưng mà mình không thể bật shader được. Mình bật thì được thôi nhưng mà mình không biết cài như nào. Đấy, ngu dốt vãi. Hồi trước mình cài ở Vũ Lít Craft mình cài được, bây giờ thì không cài được, cài nó bị ghi cái lỗi gì á. Với cả chơi nó cũng hơi lắc lắc nên cũng không thích. FPS nó cứ dừng 50 60 gì ấy. Bực mình lắm, cứ để 100 FPS chơi cho phê đúng không? Tội gì mà phải khổ nhỉ. Qua đây nào. Ôi, ô lava. Cứ đào đây đi. Đào càng nhiều càng tốt. Rồi mình sẽ cố gắng đào một sò tách. Ê à. Đi có mấy chỗ này rất là run nhá. Lỡ may là nước đáy à, nhầm, nước lava nó chảy, không cần sắt là không cần sắt, đùa thôi, đào lại. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền biến. Đấy, đào lại là chỉ cần lấp một cái là nó sẽ mất hết luôn. Ghê, cái trò này ghê vãi. Bây giờ tôi òm luôn. Thế nhưng mình đang đi lên hay sao ấy anh em ạ. Ở dưới mình còn chưa đi hết cơ, mình giờ đi lên mới khắm. Rõ là khắm luôn. Không sao. Đi lên tí đi xuống mà mình đang ở dưới lòng sông ạ. Dành cho những bạn nào chưa quen nhìn bản đồ thì các bạn đang nhìn bản đồ đây, mình đang ở dưới lòng con ngựa nó sông luôn. Chắc cái này là chỗ mà nó thôi lấp sắt vào. Ok, the fuck. Rồi. Đấy, cho chỗ này thành cái mỏ sắt đấy, hiện tại mình không cần sắt. Chứ mình quyết tâm là mình không đào sắt nữa, mình hứa luôn, mình sẽ không đào sắt nữa. Ồ, kia đường lên kìa, the fuck. Thế điếu là tìm lại được cái đường lên thế này. Nhưng mình quyết tâm mình không lên đâu nhá. Đang đào mà lên thế yếu rồi được. Trong đây còn nhiều lắm, mình nghĩ ở trong đây còn nhiều lắm đó. Đấy, ủa. Đường uầy. Tuyệt vời. Ủa, trong không có à. Thường thì bên trong nó phải kéo theo chứ nhờ. Đây không kéo. Ô hay, hết giờ. Đang vui mà. Như này mấy em lại khiến anh mất cảm hứng thế. Đạo phộng. Thôi thì cứ lấy tạm giống than đi, bởi vì hiện tại mình cũng đang thiếu than đấy, nên là mình lấy than. Những cái gì mình thiếu lấy, giống như bây giờ mình thiếu sắt thì mình sẽ lấy sắt, nhưng mà hiện tại mình thừa mỡ sắt rồi cho mình cũng chẳng muốn lấy. Sắt bây giờ dùng để làm mấy cái ô dù. Tiếng gì anh em? Ê sao lại có cá chết đây nhỉ? Đậu phụ. Ăn được không nhỉ? Điêu. Sao có cá sống ở đây, đỡ phắc. Trong đây có... Đấy, mình vừa thấy rồi, mình đang tính nói. Để mình quay lại, mình đào nào. Ok, sao đào cả cái kia nữa. Ôi, dưới đây có cái hang sâu hăm hấp, nhưng mà mình chưa xuống. Biết là một cái giờ xuống rồi, tí mình sẽ đào khám phá chỗ này rồi mình sẽ quay lại nha. Trong đây có rất là nhiều đó. Không có hóa thạch à? Cái hang nhìn rộng này mà không có hóa thạch sao? Không có hóa thạch ư. Ừ, trời. Ui, trong đây ghê thế. Cái hang này gọi là siêu rộng luôn nhưng mà hóa thạch có vẻ hơi ít thì vậy. Cái thứ mình cần là hóa thạch chứ không cần hang rộng nhá. Giờ hang bé tí mà trong cái hang toàn hóa thạch thôi mình cũng thích nhỉ đấy. Trong bé bé về toàn hóa thạch này. Đào ngay sẽ ra cục xương cái này. Mình cũng thích cục xương đó nhưng không thích nhiều lắm đâu. Chúng ta phải xuống những cái tầng mà cực kỳ thấp ấy, chúng ta mới tìm được những cái gọi là hóa thạch hiếm, như là hóa thạch màu xanh nước biển ấy. Đấy, những hóa thạch của thời kỳ băng hà ấy. Nó có thể kiếm được những cái con mà cực kỳ là băng hà đó. Những con đã từng băng hà rồi đó. Đó là những con đó đó. Dù mình đều biết là con đó nó sẽ là con gì đó, nhưng mà mình cứ nói vậy đó. Nói cho nó vui vậy đó. Tầng mấy rồi? Tầng 27. Thì cái hang này chắc cũng chỉ cỡ tầm 26, 27 là nó dừng lại thôi. Nó không có sấp mặt xuống đâu. Lại một cái nữa. Ý, mình thấy cái này xong. The fuck. Thế điếu là ở trên kia có đuốc rồi nhỉ? Thế điếu là mình lại trên đấy rồi nhỉ? Hãy yếu nào. What? Tại sao? Tại sao mình đã từng có mặt ở trên đấy mà mình không biết? Đấy, vào đây. Sắp có gì đây không? Ý, chà, không có gì hết. Ok. Đây, trong đây tối này, những cái chỗ tối mình rất là thích nhá. Tối này dễ hành động mà. Có gì không nhỉ? Mình cắm gần hết đuốc rồi đấy. Tầm sớm làm là 60 cái đuốc, bây giờ gần hết rồi. Nó nhiều sắt đây. Hàng này rất là nhiều sắt. Nhưng mà mình thực sự là mình nói là mình I don't need sắt. Đậu phộng. Thế đừng có cho sắt đây nữa. Chỗ này chưa đi rồi đúng không? Đi rồi á. Thôi. Hết rồi. Ê, vãi. Thế nào mình có thể bỏ qua được nhỉ? Không sao, bỏ qua thì lại nhặt thôi. Than mình cũng đang thiếu. Thôi thì đào nốt cái đống than đi, tiện thể cho kinh nghiệm luôn. Ôi rồi ôi, đứt cúp rồi. À mày có còn cái nữa. Cứ tưởng là phải làm một cái bàn chế tạo rồi làm một cái cúp nữa thì hơi mệt đấy. Nhưng mà may ghê, vẫn còn một cái cúp nữa. Tuyệt vời chưa? Đó. À mình xin hỏi lại lần nữa, tại lúc trước mình hỏi mà nhiều các bạn không trả lời, nghĩa là các bạn có khi nào các bạn chơi Minecraft mà các bạn chóng mặt không? Nói thật luôn, bởi vì hồi mình mới chơi mình rất là chóng mặt, nhưng mà sau một khoảng thời gian mình chơi thì nó quen rồi, chai rồi đấy thì nó hết chóng mặt luôn. Đây, trong đây chưa đi nữa. Đi cái đậu phộng tưởng chưa đi, anh ngờ đi rồi. Đi hết rồi còn đâu. Vậy cái hang của mình đã đi hết rồi nhá. Bây giờ phải tìm cách để quay lại cái chỗ giữa, cái chỗ mà nó có mấy cái nước á, để mình có thể đi lên được. Nhưng tạm thời là chưa biết cái chỗ nào có nước để mà đi lên nữa. Hiện tại mình đang ở chỗ khu vực mà lòng sông nhá. Bây giờ phải tìm cái chỗ nào mà đi. Hình như là đường này, đúng rồi, đường này. Sau đó là đây ui tưởng chưa đi, mừng đang định mừng. Đây, xong rồi nó sẽ có một chỗ đấy. Sao đây lại có cái này nhỉ? Sao mày không nhìn ra ta? Có nhiều cái nó ẩn giấu ghê tởm thật. Đấy, nó ẩn giấu ở trong. Ui rồi ôi, thế này thì tại sao mình lại không phát hiện ra nhỉ? Trách thế, trách bản thân thế. Nhiều thế này mà không nhận ra. Ui rồi ôi, tự trách. Xong đi đường nào nữa nhỉ? Mình nhớ có một cái đường nào nó đi ra. Không nhớ cái đường nào đi ra nữa. Hình như là cái đường này hay sao á. Có một cái đường đi ra ngoài ấy. Cái đầu phộng sao nó dễ nhìn thế này mình không nhìn ra nhỉ? Hay là mình đã đi rồi nhé, rõ ràng đi rồi. Vì đây có đuốc này. Đấy, trong cái hang nó có rất nhiều điều kỳ diệu với bí ẩn. Thế tiêu nào mà anh không tìm ra, anh Vũ Lít chán vôn ra. Đây đi chưa nhỉ? Ý cái tối thế. Uầy tối thế. Uầy thích thế, chưa đi. Đấy. Ôi máy radar dò tìm toàn sắt thế này. Đậu phộng không lên được à? Lấy cái đầu lâu rồi lấp mỡ vào. Rồi cái đầu lâu rồi để mốt. Đây chính là cái chỗ hôm sau mình đi rồi này, nhưng mà hôm sau mình còn chưa đi hết ở cái hang ở đây, các bạn hiểu không? Nên mình phải đi quay lại ấy. Ý của mình là vậy đó. Rồi đẩy nó vào. Trời sắp tối rồi. Cắm cái đuốc vào đây nhìn cho nó rõ. Nhảy lên. Hô lên. Có gì không ta? No có gì. Ui giời. Bốn mặt xung quanh đều là tường. Nhưng mà chúa mình quan sát, dùng haki quan sát của mình để xem mà xung quanh nó có cái gì nó liên quan đến đồ ăn, đồ uống gì không. Chúa đi rồi nè. Lại lên lại à? Bởi mọi thứ nó đang gọi là từ lưa từ le hết đấy, cho nên mình cũng chả biết nữa. Thôi mình đi qua đây chắc là không còn gì rồi. Thôi đi lên thôi. Xem đã đủ một lượng nhỉ. Ui giời ít thế. Mình tưởng trong cái hang này phải nhiều lắm, anh ngờ là quá ít luôn. Ồ vẫn còn ở nhà. Ồ đấy, ít ra phải khiến cho người ta cảm thấy phấn khích, không thất vọng như thế này chứ, đúng hem nào đó. Ồ nhưng mà hết mỡ nó rồi. Đây cứ âm u thế này ai chả thích. Ôi rồi ồ cũng không được nhiều lắm nhỉ. Thôi kệ, có là được rồi, ít ra là có để mà. Ôi trong đây tối thế, thích thế. Thôi như vẹo ơi, chả có gì, chán thế chi lại phải đi tiếp à? Ơ sao lại nhảy xuống đây nhỉ? Lọt mỡ nó hố rồi. Đi bên đây thì lại hàng cụt. Cho tôi lên. Bên đây đi rồi đúng không? Có chỗ nào cho đi nhỉ? Thôi về qua đoạn này đi. Cái khu mình đã bị mình gọi là đào xới nó hết mỡ rồi. Ê đừng ăn em anh ơi. À không phải đường này. Ô dê đã xuất hiện ở của nhà mình rồi nè. Đờ phắc, mình đi bọn dê đã xuất hiện. Mấy con dê cụ này. Rồi lại về làm cái máy kia. Cú lở ve dí dè nữa, suốt ngày hư. Không có hiểu sao luôn. Nhưng mà nó hư thì nó thích cho nó hư thôi, ai làm gì nó đâu. Và tiện thể đi qua xem quả trứng kia được chưa. Tại mình chưa tìm một cái hang nó cực sâu, quá để mình có thể tìm làm được một cái chỗ tuyệt vời. Con này mốt nhốt xuống lòng đất, đậu phộng nữa. Để ở đây nó phá hoại lắm. Lên nhặt cái cú là ve đấy dè cũ à. Hư, chán thế nhỉ. Hư hoài đấy. Chắc tại con này to quá cho nên là cái cú lờ ve đấy dè nó sợ. Ô hay, vậy là cái xô, mấy cái xô cái đầu nhỉ, chắc mình để ở nhà thật rồi đấy. Lấy sắt, lấy kính, không phải lấy kia. Đúng rồi, chắc mình để ở nhà đúng không? Mình để ở nhà rồi. Đúng rồi, mình cất kính nha. Thì chắc là mình để ở nhà rồi. Đấy, hai cái xô nước rồi này. Ủa, đâu phải xô nước rồi nhỉ? Vậy là mấy cái xô ở đâu rồi nhỉ? Thôi chết mình. Mình ngáo mợ rồi, mình quên đủ mọi thứ trên đời rồi. Cái gì nhỉ? Màu xanh nè, rồi kính nè, rồi đùa. Mình sẽ làm rất là nhiều cái, mình sẽ làm 6 cái luôn. Để tí nữa có gì đỡ phải làm đi làm lại. Thế mình hết sắt rồi. Ý, hình như hết sắt thật rồi nè, cái thím ơi, vừa chê mẹ sắt ít vãi lồi về hết sạch luôn này. Ô cái tội chê sắt này. Ô hết sắt luôn ạ. À, hình như mình nhớ là mình có nhiều sắt lắm mà ta. Thôi đây chỉ là trí nhớ của mình thôi. Dựa mình hết mỡ sắt rồi đấy. Hồi lập sau có thấy sắt là đào nhá. Hết sắt rồi. Trời. Đây là cái chủ quan đấy. Cứ chủ quan là mình có nhiều sắt lắm. Mình sẽ làm hai cái này để đi vỡ, còn có cái xài đấy. Số nước. Hai số nước. Ok. Làm 12 cũng là vé gì dè rồi. Ê. Nhặt lại. Ok. Good good good. Cất. Rồi mình đã cất cái sổ đây nhá. Các bạn hãy nhớ là mình đã cất sổ ở đây. Ok, rồi về đi lên thôi. Tí nữa xong tí ra xem mấy con khủng long kia rồi sẽ hết tập là vừa. Ok, ui. Vãi lời. Cái tiếng đi trên gỗ này ghét đấy nhỉ. Tại sao nó có tiếng đi trên gỗ như này nhỉ? Sẽ cất này đây để đề phòng trường hợp vỡ. Hello mày bò. Lâu lâu đánh cho phát cho nó sướng tay. Hi hi hi. Chắc nó cũng đói lắm ấy. Lâu lâu. Ủa đấy con này nó cạp đất rồi đấy. Đậu phộng nó. Nguy hiểm vôn ra. Mày thật là nguy hiểm nữa hả? Rồi mình sẽ cho hai này nó ăn thêm, nó có đẻ không nhỉ? Đời khủng long 9 ngày là mình có thể quất nó ngủ, hoặc là mình sẽ cho nó ăn cái side whip để cho hai con nè. Một con khá to, một con khá là bình thường. Ăn khoai không chứ mày? Nó có ăn khoai không nhỉ? À quên, con này không ăn khoai. Hello, bây giờ mình đã có hai con chung chuồng rồi, một con một ngày và con còn lại là ui, nó thiếu đấy, rồi chết rồi. Nó thiếu thế. Thôi kệ đi. Tập sau phải tính. À ra xem cái chuồng cá nào đó. Có một con sống này. Hy vọng là phải nhiều con sống. Sao có một con sống nhỉ? Cái bể cá nó không được hoàn thiện như mình nghĩ rồi. Bể cá 200 tỷ chắc là chúng nó chết vì tiền trong đây rồi. Vẫn còn hai con sống nữa. Hai con chết trong đây rồi à? Bị ăn thịt rồi. Cá nó tự ăn thịt nhau à? Còn hai con sống kìa. Chúng phải tịch nhau để đẻ nhá. Ok, chúc mừng chúng mày. Ok, và mình sẽ dừng tập này đây. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này thì các bạn đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video cho mình. Nó sẽ có động lực rất là lớn cho mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Và các bạn đừng quên nhé, 7 giờ mỗi tối chúng ta sẽ cùng lên và xem những cái video Minecraft của Vũ Lít. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào tập sau của Minecraft Công viên khủng long. Bye bye.